Hồ Quang Hiếu lên hình thì ít nói hiền khô, đến khi vào Facebook mới lộ nguyên hình khiến ai cũng choáng. Hồ Quang Hiếu trước và sau ống kính máy quay là hai con người hoàn toàn trái ngược. Xuất phát từ bàn tay trắng và không ngừng nỗ lực, Hồ Quang Hiếu hiện tại đã có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nam ca sĩ không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn thường xuyên nhận được show lưu diễn hải ngoại. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cuộc sống đời tư của Hồ Quang Hiếu cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong một số lần tham gia chương trình ca nhạc giải trí, giọng ca không cảm xúc, tỏ ra bản lãng, ít nói trước ống kính máy quay. Ấn tượng của công chúng đối với anh chàng điển trai này là một người hiền queo, hay cười dễ mến. Tuy nhiên, đến khi vào trang Facebook cá nhân của Hồ Quang Hiếu thì mọi người mới thực sự choáng váng. Nam ca sĩ thừa nhận, đây là tôi, trên phay thì chém gió như một vị thánh, ngoài đời thì im lặng ít nói, chỉ biết hát và hát. Hồ Quang Hiếu thường xuyên cập nhật lịch trình hoạt động và chia sẻ quan điểm của mình trên Facebook. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, anh chàng mới để lộ bộ mặt thật của mình. Status này đã nâng tầm chàng ca sĩ quê Đắk Lắk lên thánh chém gió, khi tự nhận mình là nam ca sĩ còn trong trắng duy nhất của showbiz Việt. Có thể thấy, cách nói chuyện của Hồ Quang Hiếu rất hài hước và vui tính. Nam ca sĩ khiến người hâm mộ bật cười khi đăng status ngụ ý khoe bản thân hay được gái khen đẹp trai. Năm ngoái đưa bạn gái đi chơi Valentine nhưng lỡ tay bán sang Trung Quốc mất, còn năm nay chưa biết bán sang nước nào. Đáp lại lời mời đi khách, Hồ Quang Hiếu không những không bực mình mà còn phản ứng cực kỳ bá đạo, đúng như phong cách lầy lội hóm hỉnh ở ngoài đời của anh chàng. Ai cũng chỉ còn cách ôm bụng cười khi thấy nam ca sĩ trả lời, già rồi sức đâu mà đi, mà nếu đi thì vẫn chưa làm giá nữa. Quả như nhiều người nhận xét, tính cách ngoài đời của bạn trai Bảo Anh khá trái ngược với lúc trên sân khấu. Những ai quan tâm Hồ Quang Hiếu đều biết anh chàng ở ngoài đời là một người thật thà và hiền lành. Trái ngược với sự rụt rè bản lãng trước ống kính máy quay, tính cách hài hước lầy lội của Hồ Quang Hiếu ở ngoài đời khiến người hâm mộ ngày càng dành sự yêu mến, ủng hộ cho giọng ca con bướm xuân hơn. Bực mí về lý do Nguyệt Ánh vừa gặp anh chàng Ấn Độ đã yêu đến chết mê chết mệt và lấy làm chồng. Ngày 10 tháng 3, 2017 vừa qua, cô dâu Nguyệt Ánh và chú rể Ashwa Rao đã làm lễ kết hôn tại resort 5 sao ở Mũi Né, Bình Thuận. Hôn lễ của họ nhanh chóng gây bão trong dư luận. Lý do nào để Nguyệt Ánh chọn người đàn ông Ấn Độ này làm chồng? Hãy khám phá 5 điều đặc biệt về soái ca này nhé! Vẻ ngoài lịch thiệp, điển trai, nhìn thoáng qua ảnh, anh xã của nữ diễn viên Nguyệt Ánh có đủ chuẩn để trở thành soái ca. Gương mặt điển trai, chiều cao vừa phải, làn da râm đặc trưng, thân hình săn chắc, hàm răng trắng tinh luôn cười tỏa sáng. Trong bộ vest sang trọng ngày đính hôn, chú rể càng dễ đốn tim dư luận mạng với vẻ đẹp lịch lãm và cuốn hút, thử sức sát gái. Am hiểu về sức khỏe và nhan sắc, hiện tại Ashwa Rao đang là huấn luyện viên tại một trung tâm thể hình nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhắc tới công việc này, bạn sẽ nghĩ ngay đến sự dẻo dai, thể chất khỏe mạnh và bí quyết đẹp là dài lâu. Cô vợ trẻ Nguyệt Ánh chắc hẳn sẽ được chồng mình chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chu đáo nhất. Được chồng ô bế thế này còn gì sướng bằng. Tiếp đàn ông đứng tuổi và tinh ý, Ashwa Rao đang ở độ tuổi 40, khá trễ so với độ tuổi đàn ông kết hôn. Vì vậy, có thể thấy rằng quyết định này là rất chắc chắn. Nguyệt Ánh quả là may mắn khi được yêu trọn vẹn nhất. Mới đây nhất, anh xã Ấn Độ này còn bất ngờ gửi đến cổng mặt trời một clip do chính anh thực hiện. Nhờ vậy, Nguyệt Ánh được một fan bất ngờ và sao động để đời. Yêu chiều vợ hết mực hết lòng. Ấn Độ là quốc gia rất khắt khe về tục cưới xin, nhưng Ashwa Rao vẫn chiều vợ khi thực hiện một đám cưới hơi thở thuần Việt. Dù vợ là diễn viên nổi tiếng, nhưng Rao vẫn tổ chức đám cưới trong âm thầm và kín đáo. May mắn hơn, qua clip mà Rao làm cho vợ, có thể thấy mối hôn nhân được chấp cánh bởi cả gia đình chồng. Chưa gì đã thấy nàng dâu mới được cưng rồi đấy. Sức hút mới lạ từ người chồng ngoại quốc. Đám cưới của Nguyệt Ánh kín đáo nhưng không đơn điệu, được tổ chức tại bãi biển đẹp ở Phan Thiết. Bên cạnh các thành viên gia đình, ngôi sao bạn bè, tuy không phải một lễ cưới đình đám, nhưng Nguyệt Ánh phải rất tự hào. Nói vui nôm na, lấy chồng ngoại quốc có lợi lắm. Cô dâu Nguyệt Ánh sẽ biết thêm nhiều điều mới từ chồng như ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và trên hết, tha hồ du lịch vì thắng cảnh quê hương của hai bên đều rất thú vị. Cường Đô
la lại khiến mọi người trầm trồ khi khoe siêu xe 20 tỷ, đồng hồ 13 tỷ. Quốc Cường khiến mọi người phải trầm trồ chỉ bởi một bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Ngày 12 tháng 3, Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô La lại gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh để chào cuối tuần. Bức ảnh chụp cánh tay anh đang đẩy trên vô lăng chiếc siêu xe khiến nhiều người phải trầm trồ. Ngay dưới phần bình luận, không ít người đã nhận ra logo của chiếc siêu xe Lamborghini. Theo tìm hiểu, chiếc xe này trị giá 20 tỷ đồng. Ngoài ra, chiếc đồng hồ hiệu anh đeo trên tay có giá 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, như vốn từ trước đến nay, Cường Đô La vẫn giữ im lặng khi được hỏi về những món đồ của mình. Anh chỉ bình luận vui vẻ với bạn bè và fan nhưng tránh nhắc đến những thứ đang gây chú ý. Đây cũng không phải lần đầu tiên mọi người choáng ngợp trước khối tài sản khổng lồ mà Quốc Cường công khai trên trang cá nhân. Anh có một bộ sưu tập siêu xe mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Những chiếc siêu xe đắt tiền thường được Quốc Cường dùng để đưa đón người đẹp. Không ít lần anh gây chú ý trên phố khi đưa đón Hồ Ngọc Hà hay sau này là Hạ Vi bằng những chiếc xế đắt tiền. Đến Đàm Vĩnh Hưng cũng từng mượn siêu xe của Quốc Cường quay MV, cũng đủ biết bộ sưu tập siêu xe của anh khủng như thế nào. Một bức ảnh anh suy tư trên chiếc xe mua trần đắt tiền. Quốc Cường từ khoe trên trang cá nhân của mình chiếc Rolls Royce Ghost màu tím. Gam màu này thường được các đại gia chơi xe ở Dubai ưa chuộng. Nơi đậu xe nhà Quốc Cường luôn đầy những chiếc siêu xe đắt tiền, hàng loạt mẫu xe danh tiếng của doanh nhân Quốc Cường sở hữu. Những chiếc siêu xe được anh dùng để đưa rước người đẹp. Gần đây, trong ngày 8 tháng 3, Quốc Cường đang gây xôn xao khi tái hợp với Hạ Vi, anh và nữ diễn viên xinh đẹp cùng đăng một bó hoa trong ngày quốc tế phụ nữ, dập tan tin đồn đã chia tay 3 tháng qua. Trấn Thành bị phản đối gay gắt vì bảo khán giả tắt TV nếu thấy hài nhảm. Ý kiến của ông xã ca sĩ Harry Won bị cho rằng là không phù hợp và quá thẳng thắn, thiếu tôn trọng khán giả. Cách đây không lâu, trường hợp hot boy trà sữa Tấn Lợi giành giải nhất cuộc thi thách thức danh hài trở thành chủ đề bàn tán của khán giả truyền hình. Tiết mục được cho là nhảm, nhạt và sử dụng từ ngữ nhạy cảm nhưng vẫn khiến giám khảo Trấn Thành cười vỡ bụng và giúp Tấn Lợi giành chiến thắng 150 triệu đồng. Tiết mục của Tấn Lợi được phản ứng cho là dễ dãi của Trấn Thành, bị nhiều chỉ trích của khán giả truyền hình. Đây được coi là giọt nước tràn ly, khiến nhiều người, thậm chí là không ít nghệ sĩ lên tiếng chỉ trích trào lưu hài nhảm, những game show hài hước ngày càng dễ dãi và ngập tràn trên truyền hình. Mới đây, Trấn Thành có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ những quan điểm, ý kiến xung quanh những tranh cãi này. Về vấn đề những show hài nhảm đang ngày càng chiếm sóng với những tiết mục nhảm nhí, nhạt nhẽo, Trấn Thành thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng khán giả nếu không thích có thể tắt TV. Tôi xin phản bác những người nói rằng hài hiện nay là rẻ tiền vì đó là quơ đũa cả nắm. Bây giờ truyền hình là của chung, chúng ta có thể chọn lọc mà xem. Các bạn thấy cái nào nhảm nhí thì nên tắt TV, Trấn Thành đề cập thẳng vào vấn đề. Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành còn cho rằng điều gì dở sẽ bị đào thải. Các chương trình hài hiện nay đều có giá trị tinh thần, đem lại công ăn việc làm cho hàng trăm người. Một chương trình hot mang đến nguồn thu cho nhà đài, nhà sản xuất, nghệ sĩ và hàng trăm nhân công thực hiện chương trình đó. Những game show nhảm nhí không hợp số đông chắc chắn bị tẩy chay lâu rồi. Dĩ nhiên game show có những cái không tốt, mất chất lượng, tôi xác nhận điều đó. Chúng ta nên bài trừ bằng cách đừng xem nữa. Còn những chương trình hấp dẫn, thú vị thì cứ xem. Và những chương trình không có người xem mất rating thì tự động sẽ bị đào thải, Trấn Thành nói thêm. Những ý kiến của Trấn Thành ngay lập tức gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội và diễn đàn. Nhiều ý kiến cho rằng quan điểm của Trấn Thành là quá thẳng và thiếu tôn trọng khán giả. Nói như Trấn Thành thì hài tục vẫn nên tồn tại, ai thích thì coi và không thích thì tắt, chuyển kênh, ai nghĩ vậy là kinh nhờn kỷ cương phép nước rồi, khán giả Trường Quang Dinh chia sẻ. Đồng ý với ý kiến của khán giả Dinh, khán giả Hoàng Nhất Thiên Long dùng những từ ngữ khá nặng nề dành cho Trấn Thành. Bôi bẩn cải lương Việt ở Mỹ hồi năm ngoái, diễn hài nhảm nói chay, khán giả bất bình góp ý. Cách trả lời trên báo là một dạng thách thức, coi thường đạo lý, âu chính là xem thường kỷ cương còn gì. Trấn Thành nói, chúng ta nên bài trừ bằng cách đừng xem nữa. Cũng có thể hiểu đài truyền hình là của chúng tôi, chương trình là của tụi tôi, kịch bản là của bọn tôi, diễn viên do chúng tôi và phát sóng hay không là chúng tôi quyết định, ai không xem thì tắt TV. Rất đơn giản và cũng rất dễ hiểu làm gì nhau. Một độc khán giả diễn giải ý kiến của Trấn Thành. Thậm chí một độc giả trên Facebook còn viết hẳn một bài viết dành cho Trấn Thành những quan điểm nặng nề.
Trấn Thành, em tuyên bố nếu thấy em diễn nhảm hãy tắt tivi là em đang vô cùng coi thường khán giả. Một tác phẩm hài đáng bị phê phán, nếu chỉ cần có một chi tiết vô duyên nhạt nhẽo. Trấn Thành, khi em thách thức khán giả tắt tivi, nếu thấy hài của em nhảm nhí, thì em không chỉ coi thường người xem mà còn thách thức cả đài truyền hình. Đài truyền hình phục vụ khán giả đại chúng chứ không phải là nơi để em ba hoa. Độc giả này bức xúc khi đề cập đến ý kiến của Trấn Thành. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng không nên nâng cao quan điểm về ý kiến của Trấn Thành. Một xã hội sống nhanh, hiện đại, nghệ thuật bây giờ cũng như mì ăn liền, nhanh có sản phẩm để đáp ứng thị hiếu, nhu cầu khán giả. Ai đáp ứng được thì người đó nổi thôi, giống như Sơn Tùng MTB đang rất nổi ở nhạc trẻ vậy. Người trẻ cần những hình thức giải trí nhanh, dễ xem, không cần dễ nhớ, thâm sâu hay khó hiểu làm gì cả. Chỉ cần đáp ứng được cái nhu cầu cười, giải trí lúc đó là được. Một độc giả chia sẻ về ý kiến của Trấn Thành trên một diễn đàn cho giới trẻ. Thực ra mình thấy số lượng người thích hài nhảm nhiều hơn người ghét. Nếu không thích thì không xem, không cần phải to tiếng nặng nề. Sao không đặt câu hỏi show của Trấn Thành vẫn đông, vẫn hot? Khán giả Đức Chẩn nhận định, mình thấy Trấn Thành nói cũng đúng mà. Nếu thấy chương trình không hay thì thôi đừng xem nữa. Chương trình có rating thấp thì khác bị hủy bỏ thôi. Quy luật đào thải của thị trường, đừng quá nặng nề với nhau làm gì. Hay cũng chỉ mang lại tiếng cười, nếu nhiều người vẫn thấy hay thì họ vẫn xem. Nó không hot thì không thể nào tồn tại được đâu. Độc giả Bình Nguyễn chia sẻ ý kiến. Trước những bình luận xung quanh ý kiến thẳng của Trấn Thành, chúng tôi đã liên hệ với nam danh hài nhưng chưa nhận được câu trả lời thích đáng.